trở lại với chuyện của tên nát rượu truy mình. Bình sinh hết phượng hoàng ghét sự dơ bẩn. Nay bị một cước. Ả nổi điên chỉ muốn chặt chân lãnh huyết. Tiêm sắc đao nhanh như chớp truy mệnh chỉ còn cách đưa chân ra đỡ. Tuy bị nhiều vết thương nhưng truy mệnh vẫn cố thoát khỏi rừng đao. So với đôi tay của thiết thủ thì đôi chân của truy mệnh kém hơn nhưng cũng không thể xem thường. Bị thương mà vẫn tránh được đao của ta. Đạo pháp khá cao không thua kém kiếm pháp của tứ đệ. Mạc tam cấp còn phải bái phục đao pháp của ta. Người chỉ có khinh công mà muốn ngăn cản ta à? Đừng mơ. Ẩn không nhận. Kinh hồng nhật sát. Vừa dứt lời huyết phượng hoàng nhắm vào đôi chân truy mệnh bổ xuống. Ôi lại bị thêm một đao. Chắc khó giữ được đôi chân lành lặn. Bất ngờ một móc sắt phóng tới ngăn cản đường đao đang muốn cắt đứt chân truy mệnh của huyết phượng hoàng. Hồi hồn truy nguyệt đao. Lãnh Liễu Bình. Người dám xen vào chuyện của ta ư? Lão Đạt có lệnh không được tiêu diệt bọn tứ đại danh bổ khi chưa đạt mục tiêu cuối cùng. Lại thêm một cao thủ. Muốn thoát thân không dễ. Ta phải chờ xem. Ai bảo ta muốn giết hắn. Ta chỉ muốn chặt chân hắn để hắn khỏi trốn. Hắn đang bị trọng thương. Chặt chân hắn khác nào lấy mạng hắn. Người muốn thế thì hãy bước qua xác ta. Hừ, được lắm. Lão nói sai rồi. Hình như ta phải qua nhiều hơn một ảnh của lão đó. Thổ hành giả. Tôn Bạt Cung. Lão Tôn ta ít khi lộ diện nhưng ta trung thành với Tư Mã Lão Đại. Ai chống lại ông ấy tức là đối đầu với ta. Đại tỷ à. Dừng tay đi. Nếu không muốn đấu với cả hai người. Chà, quả nhiên là quá bá đạo. May mà ta liệu trước he he. Nhưng là ma no cũng hay hơn là ma đói. Nếu cho ta hôn một cái ta có chết cũng cam lòng he he. À, thì ra cô nương thích màu hồng. Ta cũng rất thích. Bị lão Tôn buông lời sàm sỡ, huyết phượng hoàng nổi giận tung chiêu. Ta sẽ cắt cái miệng túi của ngươi ra. Đừng làm ẩu nhé. Còn mụ điên kia. Địa tạng thất phá. Xuyên sơn phá lĩnh. Tên háo sắc này chắc chắn là tên ác thổ hành giả. Tôn Bất Công đây mà. Nghe nói tên này khuấy động giang hồ lâu nay nhưng chỉ cần có đàn bà chứ không hề tham tiền. Nghe nói hắn cũng không hám danh. Thế tại sao lại cam tâm làm chó săn? Chảo của thổ hành giả khó đấu nổi với đao của huyết phượng hoàng. Đồ hạ lưu dơ bẩn. Ta sẽ cắt lưỡi ngươi. Người ẻ này đầy sát khí. Phải đánh vào yếu điểm mới được. Hà hắn tuy xấu xí nhưng cũng khá thông minh. Bị bắt là điều bất lợi nhưng ta đã biết được thân thế của nhiều tên rồi he he. Huyết phượng hoàng nói đúng. Ta cho ngươi nghỉ ngơi chi dành tay cho ta. Để ta cho ngươi một giấc ngủ ngon. Lãnh Liễu Bình đánh ngất truy mệnh để đề phòng vạn nhất. Tiểu dư ta để cho truy mệnh sống vài ngày là ta đã trả ơn ngươi. Từ nay không còn tình nghĩa nữa. Đồng Diên Khánh và Vô Tình một trong hai phải chết. Thực lực của Tư Mã Hoàng phần hơn hẳn thiết thủ, may mà Vô Tình đến kịp. Có thể cùng lúc đấu với hai danh bổ ha ha. Thật là sảng khoái. Tư Mã Hoàng phần thiết mỗ ta đến lãnh giáo đây. Thập Lý Kinh Lôi. Hoành Tử Tam Thức. Tiểu An Tức. Hoan nghênh ngươi đến. Đừng quá liều mạng. Vô Tình xoay bàn tay làm các ám khí cắm sâu vào người Tư Mã Hoàng phần. Cùng lúc đó thiếp thủ bồi thêm một trường. Trường lực mạnh đến nỗi làm Tư Mã Hoàng phần văng xa mấy trường. Đại bổ khoái đến đúng lúc lắm. Ta lại hy vọng có được một cái chết sảng khoái. Ha ha ha, hắn nói những lời điên khùng gì vậy? Đệ không thể trả lời câu hỏi của huynh. Nhưng đệ có thể khẳng định tên này có vai vế trong 13 sát thủ. Nếu để hắn thoát thì sẽ nguy. Sao ngươi coi ta là hạng người nào chứ? Ta chỉ rời khỏi đây khi mà cả hai ngươi đã hồn lìa khỏi xác. Còn việc ta đến và đi không ai có thể ngăn cản. Tại sao ngươi cứ muốn người khác giết ngươi? Sao không tự sát đi? Ngươi là đại bổ khoái mà không hiểu lý lẽ đó. Thật là đáng thất vọng quá. Ta muốn một cái chết oanh liệt, không phải vì chán sống. Các ngươi phải hiểu rõ hai điều đó. Tư Mã Hoàng phần nghiêm túc thuyết giảng về ý nghĩa của sự sống và cái chết. Nhưng thiết thủ và Vô Tình không tài nào hiểu nổi. Lời nói lúc nãy của ngươi chứng tỏ ngươi không khác gì hàng xuẩn ngốc cả.
ta cho ngươi biết cái chết đánh dấu thời điểm linh hồn được giải thoát khỏi xác thịt và đi vào một trạng thái khác. Lần đầu tiên ta đối diện với cái chết, ta thấy nó có sức hấp dẫn huyền bí. Nhờ nó mà ta được đả thông tư tưởng. Tư Mã Hoàng Phần, tên thật là Tư Mã Bình, sinh ra trong một gia đình khá giả, cuộc sống như một dòng chảy êm đềm. Cuộc sống cứ êm đềm trôi theo khuôn khổ giống như nước sông. 10 năm cũng như một ngày, dù cho người có thông minh đến mấy cũng biến thành cái xác không hồn mất tự chủ. Một ngày nọ gia đình rời chỗ ở. Vận mệnh đã ban tặng cho y một cơ hội. Không may bọn họ giữa đường gặp cướp. Bọn cướp mặc sức chém giết hết thảy gia đình. Bất ngờ một quả tim người văng đến trước mặt Tư Mã Bình. Máu tươi nóng hổi văng đầy mặt hắn. Quả tim này vẫn chưa ngừng đập. Không hiểu sao Tư Mã Bình run rẩy dùng hai tay nắm lấy. Chính trái tim này đã thay đổi cuộc đời đi. Nó đỏ tươi. Biết cử động nữa dễ thương quá. Còn nữa, tiếng dao đâm vào người cũng rất hay. Thêm tiếng lạc ó của nhiều người hình như đang chơi trò vui. Ta cũng muốn chơi nữa. Bình Nhi chạy mau. Cha không công bằng. Cha chơi vui mà không cho con tham gia. Tại sao thế? Bình Nhi, con điên rồi sao? Lâu rồi con không được chơi. Hôm nay cho phép con chơi đi mà. Con rất thích chơi, hay là cha làm món đồ chơi cho con đi? Một hành động không ai ngờ tới đã xảy ra. Tư Mã Bình đã dùng đao chém xuống cha mình. Bọn sơn tặc cướp được hết đồ chuẩn bị đi thì phát hiện. Lão đại thằng nhóc sợ quá nên điên rồi. Thúc thúc à, trò này vui quá, con chơi chưa đã, thúc chơi tiếp với con đi. Nhìn vẻ ngây thơ của đứa trẻ trên cầm đầu chợt khựng lại. Anh em ta đi thôi. Hôm nay chơi rất vui. Cảm ơn các thúc thúc. Không biết có phải quá sợ hãi mà ra như vậy không? Nhưng hôm nay Tư Mã Bình đã có một ngày vui nhớ đời. Vận mệnh hình như mở cho y một con đường mới. Bọn sơn tặc bỏ đi. Lát sau có một tên giang hồ khác người xuất hiện. Nam Thái Đấu là một ẩn sĩ không quan tâm đến thế sự. Nam Thái Đấu không rõ sự tình nên tội nghiệp thằng bé. Mang thằng bé về nuôi và truyền cho tuyệt kỹ. Tư Mã Bình gặp Nam Thái Đấu giống như ngựa tốt gặp lại giỏi. Sau 10 năm Tư Mã Bình đã tinh thông tất cả các chiêu thức mà sư phụ truyền dạy. Võ nghệ tinh thông nhưng Tư Mã Bình vẫn thường hay u uất. Thương Đồ Nhi và nghĩ rằng cậu ta còn mang mối thù. Nên Nam Thái Đấu dẫn cậu ta xuống núi báo thù. Nam Thái Đấu không ngờ rằng lòng yêu Đồ Nhi của mình dẫn đến họa sát thân. Đêm đó Nam Thái Đấu lần đầu tiên thấy được sự hiếu sát của Tư Mã Bình. Nam Thái Đấu cảm thấy rợn người. Không nở có võ công trò này vui hơn. Đệ tử chơi chưa đã lắm. Sư phụ làm đồ chơi cho Đồ Nhi được không? Sau khi sát hại sư phụ, Tư Mã Bình đi theo đường mà hắn đã chọn tìm vui trong việc giết người. Dần dần Tư Mã Bình lại cảm thấy buồn chán, không còn thích giết người nữa. Lúc đó Tư Mã Bình gặp được một người võ nghệ vô song. Người này mở ra cho Tư Mã Bình một con đường mới. Chi khí bị chững lại vì ngươi đi sai đường. Trên thế gian này chỉ có ta hiểu được khát vọng của ngươi. Chỉ có ta mới làm cho ngươi hạnh phúc mà thôi. Ngươi sinh ra vốn đã khác thường rồi nên ta đặt tên cho ngươi là Tư Mã Hoàng Phần. Hai người có hiểu ý nghĩa cái tên của ta không? Nó có nghĩa là ta âm hợp với những cái chết cổ điển. Ta không có duyên với quan tài. Xác của ta phải được bỏ hoang và không cần phần mộ. Yên tâm đi, ta không đủ khả năng lo cho ngươi một cái quan tài đâu. Nên hôm nay ta chỉ muốn bắt giam thôi mà thôi. Đừng có nằm mơ, ta phải có một cái chết oanh liệt. Ta không dễ thất thủ đâu. Đêm dài lắm mộng, hành động đi. Vì trách nhiệm nên không thể dùng luật giang hồ được. Đắc tội rồi, phải dùng đông hiếp ít thiết thủ cũng thấy khó chịu trong lòng. Không sao. Ta chỉ cần có một cái chết sảng khoái. Hãy nếm thử quyền năng từ cõi chết xem. Hoành tự đệ nhị kích. Đại giải thoát. Trà chiêu thức thật kỳ quái. Nếu không tận mắt thấy thì không thể nào hình dung nổi. Thiết thủ kịp tránh trường. Nhưng uy lực của nó đánh tan gốc cây phía sau ra thành từng mảnh vụn. Bụi khói mịt mù. Xích thủ hung quyền. Ngọa hổ tàng long.
Thiết thủ thì ra nãy giờ ngươi chưa xuất hết chiêu. Như thế là không đẹp. Phong hoa tuyết nguyệt. Ám khí tứ tuyệt. Một địch hai. Người bạn là cái chắc. Đầu hàng đi. Thập lý kinh lôi. Lão tử thà chết chứ không đầu hàng. Xem đây. Cứ tự nhiên đi. Đại giải thoát. Thiết thạch ngân câu. Cường lực chạm nhau hai người văng ra. Cùng lúc đó vô tình cũng xuất chiêu. Tuyết Lý Châu. Huynh tiếp tay với đệ. Chỉ thêm một chiêu nữa hắn sẽ không đứng dậy nổi đâu. Ờ hắn đâu rồi? Hi hi, ám khí của ngươi khá lắm. Nhưng chưa đủ nhanh vì ta đã đoán biết và đã bế kinh mạch rồi. Đừng hòng khắc chế được ta. Ta sẽ phế đôi tay của ngươi trước. Để dồn toàn lực đấu một trận sảng khoái với thiết thủ. Chỉ một tí sơ suất vô tình đã bị Tư Mã Hoàng Phần chế ngự. Đôi tay bị khóa chặt. Trấn chủ Thái Tuế Lam Nguyên Sơn. Khoảng 30 tuổi võ công tinh thông. Tuyển học là Viễn Dương Thần Công. Nội lực hơn hẳn thiết thủ. Băng phong kiếm Chu Bạch Vũ. Kiêu căng tuyệt thế. Thủ ghét kẻ ác. Dưới kiếm ông chưa kẻ nào có thể thoát chết. Tứ đại gia có thế mạnh là đoàn kết. Luôn phối hợp đánh bại kẻ địch. Giới giang hồ kiêm nể ba phần. Mới đó mà đã 2 năm trôi qua. Ngày này 2 năm trước ta đã bại dưới kiếm hắn. Chuyện như mới hôm qua. Hôm nay ta phải rửa cho bằng được mối nhục đó. Người có thể làm cho một đại danh phải day dứt chắc chắn không phải tầm thường. Đang bị trọng thương Lãnh Huyết vẫn đến gặp Chu Thạch Vũ. Xem ra cuộc hẹn này rất đặc biệt. Hình như ngươi đến sớm. Sớm ư? Trái tim ta 2 năm nay luôn ở đây. Thì ra ngươi luôn nuôi hận. Nên chỉ trong 2 năm ngươi đã đạt tới tầng thứ 6. Không. Ngươi sai rồi. 2 năm trước bại dưới tay một tên vô danh như ngươi làm cho ta tỉnh mộng. Và ta đã chú tâm rèn luyện. Nay đã đạt đến tầm thứ 7 của băng phong kiếm pháp. 2 năm trước ta chỉ đấu vì tinh thần võ học. Không có ký xưng bá. Chu thành chủ hà cớ gì phải khổ tâm. Thắng là thắng. Bại là bại. Ta không nghĩ nhiều. Ơ, nhuyễn kiếm của người đâu? Không đem theo. Vì ta không có ý tranh cao thấp. Không xong rồi. Có cả Lãnh Bộ Đầu. Sắp có chuyện lớn rồi. Lãnh Bộ Đầu mà đấu với Chu thành chủ thì ắt là náo nhiệt lắm. Ta thật may lắm mới được chứng kiến. Hoang đường. Vì cuộc hẹn này mà 2 năm qua ta đã rèn luyện đến quên ăn quên ngủ. Hôm nay ngươi nói có việc khác phải làm ấy là ngươi xem thường ta. Lãnh Huyết gia có việc chứ không phải xem thường. Xin thành chủ thứ lỗi cho. Không cần biết cớ gì. Hôm nay có đánh không? Không. Vậy ngươi chuẩn bị chầu Diêm Vương đi. Thành chủ nên tự trọng. Đừng ép người quá đáng. Băng phong kiếm. Là một kiếm thuật lạ thường kinh lực âm nhu làm cho nước biến thành lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm càng dài uy lực càng dữ. Do người thất tín. Đừng trách ta. Nạp mạng đi. Mũi kiếm chưa đến mà hơi lạnh đã thấu tâm can. Xem ra hắn tiến bộ nhiều. Dù có kiếm trong tay chưa chắc ta đã thắng. Đang tay không tấc sắt nên Lãnh Huyết dùng các bình rượu chống đỡ. Giả chết hả? Băng phong kiếm. Chu Bạch Vũ nhắm thẳng Lãnh Huyết mà chém. Kiếm thuật xuất quỷ nhập thần ai thấy cũng phát khiếp. Lãnh Huyết lùi mãi và lọt xuống sông. Ê sao lại lên thuyền của ta? Người hết đường chạy rồi. Nạp mạng đi. Chu Bạch Vũ chém thẳng xuống làm gãy chiếc thuyền. Ở trong rừng vô tình đang bị khống chế. Đôi tay sắp bị phế. Thình lình vô tình lắc đầu một cái tóc chàng biến thành vô số đao nhọn. Tư Mã Hoàng Phần không kịp phòng bị nên bị trúng vào mặt. Bí thủ nhận. Vì thế Tư Mã Hoàng Phần bị đánh lui lại. Cái giá mà Tư Mã Hoàng Phần phải trả khá đắt. Một mắt của hắn đã bị phế chăng. Đồng thời thiết thủ cũng tung chiêu đánh tới. Tư Mã Hoàng Phần người tiêu rồi. Quyền lực thiết thủ mạnh đến độ làm đá vỡ thành cát. E rằng Tư Mã Hoàng Phần không còn sức chiến đấu. Liên tục bị nhiều quả đấm mạnh nếu là mình cũng khó gượng dậy nổi. Ta muốn một cái chết oanh liệt. Ngoài cái đó ra đừng cho ta cái gì khác. Đúng là một quái nhân. Giết ta đi. Chỉ một Tư Mã Hoàng Phần mà đã làm người ta khiếp sợ.
Tên cầm đầu chắc chắn khủng khiếp hơn nhiều. Tuy hao sức nhưng chúng ta đã bắt được một tên tội phạm. Tiếp theo là tên cầm đầu. Đã nhốt Tư Mã Hoàn phần rồi chứ? Thế Thúc yên tâm. Con đã khóa năm lớp còn cho người canh chừng. Có gì sẽ dùng chuông báo động. Thần Hầu Phủ rất phức tạp. Kẻ nào muốn cướp ngục là đồng nghĩa với việc chui đầu vào giỏ. Như vậy ta đỡ tốn sức. Chưa chắc gì chúng ta có lợi hơn địch đâu. Vì truy mệnh vẫn còn trong tay chúng. Để tối ta sáng khó bề đề phòng. Tứ kiếm đồng bái kiến tiên sinh. Công tử. Kim kiếm đồng tử. Ngân kiếm đồng tử. Đồng kiếm đồng tử. Thiết kiếm đồng tử. Đã xong rồi chứ? Tất cả xác ở gia đình vương gia đã giao cho hình bộ. Họ sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi. Tổng cộng có 37 tử thi già và trẻ. Trong đó có người chưa được 10 tuổi nữa. Giết người thế cô và trẻ em. Đồ cầm thú. Bao giờ ngự y sẽ đến? Bản tiên sinh. Thái tử đang lâm trọng bệnh. Ngự y phải lo chữa trị. Bệnh của thái tử rất nặng. Hoàng thượng có lệnh ngự y không được rời nửa bước. Bởi vậy không biết bao giờ ngự y mới đến đây được. Chậc, ngay quá. Ngoài ngự y e rằng không ai chữa được cho vương gia. Mấy đứa nó theo sư huynh nhiều năm đã học được nhiều điều. Giờ ta chỉ còn cách truyền chân khí cho vương gia để chờ Diệp thần y đến vậy. Làm vậy thế Thúc mất nhiều sức lắm. Hãy để con làm thay cho. Hầu gia. Không xong rồi, bên ngoài có sự lạ. Thần Hầu Phủ chưa từng có ai dám khiêu khích. Đây chắc là do 13 tên sát thủ làm đây mà. Kẻ địch rất thâm độc, coi chừng chúng kế. Con biết rồi. Đề phòng có nguy hiểm chết thủ dùng tay trưởng đánh vỡ tan quan tài. Quan tài bằng đá nổ tung. Vô tình, thúc thủ, lãnh huyết. 3 ngày sau các ngươi hãy mang Tư Mã Hoàng phần bên Phi Vân Hiệp để đổi mạng. Đổi mạng à? Chúng muốn ta đổi Tư Mã Hoàng phần lấy truy mệnh sao? Ta mới bắt đầu giam Tư Mã Hoàng phần chưa đầy 2 canh giờ mà chúng đã đưa chiến thư. Thật chẳng xem vương pháp ra gì. Hẹn 3 người đến để có thể trừ hậu họa. Đây là cuộc hẹn nguy hiểm. Chờ lãnh huyết về rồi tính. Một con người và một vệt máu đã làm đứt đoạn câu nói của Gia Lượng tiên sinh. Thế Thúc Lăng Khí đã trở về. Tứ đệ. Đêm đó cảnh vật bình thường nhưng kinh thành đang rộ lên. Vì hầu như tất cả các môn phái trong võ lâm kể cả thường dân đều xôn xao bàn tán việc Chu Bạch Vũ đánh bại lãnh huyết. Cuộc đấu của lãnh huyết và Chu Bạch Vũ mới hạ màn chưa đầy một canh giờ mà giang hồ hầu như ai cũng biết đến. Hai đại kiếm pháp đấu nhau. Khoái kiếm của lãnh huyết đại bại trước băng kiếm xuất quỷ nhập thần của Chu Bạch Vũ. Chu Bạch Vũ hiệp nghĩa tha mạng cho lãnh huyết nhưng bát đại kinh mạch đã bị đứt. Chuyện đời đôi khi được thêm bớt nhưng thực tế thì lãnh huyết đã bị đánh bại thảm hại. Phúc bách trùng lai. Họa vô đơn chí. Truy mệnh bị bắt này lãnh huyết bị trọng thương, cảnh tình quá bi thảm. Nổi tiếng là mưu lược nhưng vô tình sẽ làm được gì trong tình cảnh này? Tại sao ta lại đến đây vậy kia? Không lẽ vì cô ấy? Vườn hoa vẫn vậy nhưng người thì không, gương mặt thật xa lạ làm ta không có cảm xúc gì. Giờ đây đã thành đối nghịch. Khi gặp lại không biết ta có đủ nhẫn tâm hạ độc thủ không? Hôm nay cứ việc hôm nay đi. Người thông minh biết lúc nào nên đối diện với sự thật. Lúc nào thì không? Tiểu dư thông minh à? Có đồng ý tạm thời gác mỏ hiện thực hay không? Diệm Nhi trên tay cầm nửa cây kẹo hồ lô. Diệm Nhi đến đây với mục đích gì? Số phận lãnh huyết và vương gia sẽ ra sao? 3 ngày trước cuộc quyết đấu ánh trăng thật hữu tình. À, tiểu dư nói đúng. Từ nơi này nhìn kinh thành thật là đẹp. Cuộc sống có nhiều điều thú vị, chỉ cần chịu dừng lại nhìn sẽ cảm nhận được ngay. Đôi mắt lạnh như băng của vô tình thoáng thấy có nét ấm áp. Chả một người từng tuyệt vọng nay cũng nói được những lời như thế. Gia Lượng tiên sinh thật là tài tình. Bây giờ nét mặt của Diễm Nhi không còn sát khí nữa. Thế Thúc có ân trọng nhưng người làm tôi thấy màu sắc cuộc sống chính là cô nương đó. Hình như cả hai đều đang trốn chạy thực tế. Đừng chế giễu Diễm Nhi làm gì có tài đó. Sao năm ấy cô nương đi mà không một lời từ biệt.
Chả tôi đã không tin lời đồn đại rằng đại bộ đầu rất thông minh, nhưng câu nói vừa rồi thì quả là... Nghĩa là sao? Thôi đi. Nhìn là biết ngay đại bộ đầu đang thắc mắc về mối quan hệ giữa tôi và đồng diện khách. Thậm chí còn muốn biết về bí mật của 13 sát thủ nữa. Không cần miễn cưỡng. Cô nương nói bao nhiêu tôi nghe bấy nhiêu. Vô tình thông minh nên đoán ra ngay chuyến viếng thăm này không chỉ đơn giản thuần vì thăm viếng. Được. Vậy thì hôm nay tôi sẽ kể một câu chuyện cổ tích động lòng người cho đại bộ đầu nghe. Đến thăm giữa đêm có lẽ vì sắp có cuộc chiến sinh tử. Hôm nay là cơ hội cuối cùng để tâm sự. Nghĩ vậy vô tình không khỏi buồn lòng. Cách đây nhiều năm có một cô bé sinh ra đã xấu xí nên bị cha mẹ cô ruồng bỏ. May mà mạng chưa tận nên gặp được một người tốt mới không biến thành con quỷ. Người có lòng tốt ấy tên Lãnh Liễu Bình. Từ đó cô bé có tên Diễm Nhi đi theo Lãnh Liễu Bình và coi ông như cha mình. Sống bình dị chịu đựng bằng nghề mãi võ. Nhưng phía sau là cả một lai lịch lớn. 30 năm trước Liễu Bình có biệt hiệu khí tuyệt tứ phương. Tung hoành phương Nam không có đối thủ. Lãnh Liễu Bình sống cuộc đời cô độc. Có vẻ cao thâm trong giang hồ. Cuộc gặp gỡ định mệnh đã xảy ra khi chiếc xe tứ mã chặn lối Lãnh Liễu Bình. Người đánh xe chính là người cầm đầu 13 sát thủ. Các hạ đầy sát khí. Muốn khiêu chiến với Lãnh Mỗ à? Lầm rồi. Từ điển của ta không có từ khiêu chiến. Chỉ có giết và bị giết thôi, nhưng hôm nay có thêm hai từ là xin mời. Mong các hạ nể mặt. Lãnh Mỗ ta thích phiêu du tự tại. Ý tốt xin ghi nhận. Trước khi từ chối xin lên xe xem những thứ trên xe có làm động lòng huynh hay không. Lãnh Liễu Bình luôn tự cao nên lời khích của Tư Mã Hoàng Phần có hiệu quả. Trên xe đầy bạc vàng châu báu cùng 6 cô gái rất khiêu gợi. Đoan trang thùy mị, mạnh mẽ, duyên dáng. Tất cả đều có thể tìm thấy ở những cô gái này. Lãnh Liễu Bình lại là người phàm trần. Cho nên Tư Mã Hoàng Phần cho xe ngựa chạy và chở theo cả Lãnh Liễu Bình. Cả đời vùi đầu vào võ nghệ này đã bị sắc dục vàng bạc làm lu mờ lương tri nên cuối cùng bị mua chuộc. Nhưng sau đó lương tâm trỗi dậy. Lãnh Liễu Bình vứt bỏ tất cả sống cuộc đời lang bạt mai danh ẩn tích làm việc nghĩa. Số mệnh của Lãnh Liễu Bình gặp cô bé tội nghiệp Diễm Nhi. Cuộc đời lại dậy sóng. Lãnh Liễu Bình đặt tên cho cô bé là Lãnh Diễm. Mong rằng cô bé luôn diễm lệ trong mắt ông. Nhưng đi đến đâu cũng bị cười chê. Lãnh Liễu Bình quyết định làm mọi cách để cô bé xóa đi cái xấu. Nghĩ đến con người thần thông kia, Lãnh Liễu Bình liều thân dẫn Diễm Nhi đến cầu xin chủ cũ. Chủ cũ vui vẻ nhận lời với điều kiện Lãnh Liễu Bình tiếp tục bán mạng cho hắn. Vì ái nữ mà Lãnh Liễu Bình bán mạng. Nhưng quá xấu hổ nên mang mặt nạ và lấy tên đồng diện khách. Cha nuôi nhận nhiệm vụ vì thế nên hôm ấy Diễm Nhi ra đi không từ biệt. Sự hy sinh của Lãnh Liễu Bình đã mang lại gương mặt đẹp cho Diễm Nhi. 2 năm trước Lãnh Liễu Bình chết, nên Diễm Nhi mang mặt nạ thay cha. Điều này chỉ có Tư Mã Hoàng Phần biết thôi. Trước khi chết nghĩa vụ có dặn tôi phải đáp nghĩa giúp kẻ cầm đầu thực hiện một mục tiêu cuối cùng. Tôi chỉ kể bấy nhiêu thôi được không? Có phải Lãnh Liễu Bình xem tôi là đối thủ không? Lần đầu gặp mặt đồng diện khách bảo đấu với ngươi làm tâm nguyện lớn của ta nên vô tình cứ nhớ mãi. Đại bổ đầu túc trí đa mưu võ nghệ xuất chúng được xem là đối thủ thì đâu có gì là lạ. Cô nương sau khi gỡ mặt nạ ra vẫn đáng yêu như trước đây. Tiếc là 3 ngày nữa tôi lại phải đeo cái mặt nạ đáng ghét đó nữa. Mặt nạ ấy như bức tường sắp chia cắt mối tình đẹp của họ. Cả hai không thốt lên lời. Đánh thắng tiểu dư là tâm nguyện của đồng diện khách. Nhưng tôi có một ước nguyện. Được nói đi. Đồng ý ngay. Không sợ tôi hại sao? Không. Vì cô nương không đeo mặt nạ. Vậy hãy nhắm mắt lại đi. Để tôi chém một đao sau này khỏi phải khó xử. Vì dại gái nên vô tình nhắm mắt lại thật. Huynh đúng là đại ngốc. Vô tình chưa bao giờ nghĩ nụ hôn phức tạp và mãnh liệt đến thế. Cứ như động đất núi đổ. Cảm giác ngọt ngào lâng lâng quá đỗi. Có phải nụ hôn của tất cả các cô gái đều như thế không? Không. Chỉ có cô ấy. Điều lạ lùng là.
khi nụ hôn chấm dứt, cảm giác đó giống như sao băng xoẹt qua bầu trời. Ngắn ngủi vụt tắt. Đó là tâm nguyện của nàng à? Xem kìa. Sắc mặt ngây ra. Thì ra vô tình cũng biết mắc cỡ. Chà, thời gian qua nhanh quá. Chúng ta phải chia tay rồi. Đúng. Không ai tránh né hiện thực cả đời được. Đồng diện khách nói sẽ cố gắng bảo vệ Truy Mệnh cho tới lúc đổi người. Để trả ơn cho sự việc ở miếu Thành Hoàng. Từ nay không ai nợ ai nữa. Lúc đó mỗi người tự lo thân mình. Đồng diện khách và vô tình chỉ còn một người được sống. Cảm ơn. Tôi sẽ cố gắng. Được nghe những lời này chắc chắn đồng diện khách rất vui. Hai ngày trước trận quyết đấu. Trời đất cũng u buồn. Thế Thúc lại truyền khí cho vương gia à? Ừ. Tuy Thế Thúc nội công thâm hậu nhưng liên tục làm thế sẽ tổn thương nguyên khí. Đệ biết. Nhưng Thế Thúc muốn để dưỡng sức hơn nữa, không biết bao giờ Diệp Thần Y mới đến đây được. Trước khi vương gia bị hôn mê, ông ấy có nói chữ sai, có lẽ ám chỉ thừa tướng. Chúng ta tuyệt đối không cho ai biết vương gia còn sống. Tứ đệ đã bình phục phần nào chưa? Tuy giữ được mạng nhưng võ công thì khó mà khôi phục. Rồi ta sẽ tìm hắn để tính sổ vụ này. So với vương gia, tứ đệ vẫn còn may. Vì dù cứu được vương gia nhưng không thể nào làm lành được vết thương lòng của ông ấy. Con trai duy nhất của vương gia cũng chết. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh. Thảm quá. Con trai vương gia có vẻ kiêu ngạo nhưng là một hảo hán. Này phải chết trẻ thật là đáng tiếc. Nhiều năm trước ở thần hầu phủ. Ha ha, không hổ danh đệ nhất kinh sư. Có thể tìm lại được ngọc quan M và bắt tên phi tặc. Hầu gia quá khen. Thật ra người tìm lại được ngọc quan âm là người khác. Ngoài ra Lượng tiên sinh còn có ai có thể làm được chứ? Đó là Thịnh Nhai Dư. Thịnh Nhai Dư tham kiến hầu gia. Ta có nghe ra Hượng tiên sinh nhận một người tàn phế làm đệ tử. Ngươi làm sao mà bắt được hắn? Dùng khinh công và ám khí. Nói láo. Ta không tin ngươi có bản lĩnh như thế. Ta muốn tận mắt thấy. Tận thế vương gia mà hống hách, ta sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ. Tiểu đồ không khéo làm tổn thương hầu gia. Xin miễn trách cho. Ha ha, tiên sinh có đệ tử giỏi. Bốn hầu sao có thể trách tội được. Tiểu huynh đệ. Ta mời ngươi một ly này kết bạn hữu. Ngũ chỉ lao của gia lượng thần hầu rất kiên cố. Bị nhốt trong ngũ chỉ lao cũng giống như bị một ngũ hành sơn đè. Không có cách gì thoát ra được. Nó được đặt trong nước có chuông báo và người đứng canh. Khi thèm mà có rượu ngon như hạt hán có mưa rào, ha ha. Tiểu tử. Lần đầu gặp ngươi ta đã có cảm tình. Rượu người mang đến đúng lúc cũng như trời lạnh có than củi vậy. Tiếc rằng không thể làm bằng hữu mà chỉ có thể là kẻ địch mà thôi. Nếu vậy sao lại mang rượu cho ta? Vì ta không còn cơ hội đấu công bằng với ngươi nữa. Thiết thủ ghép kẻ ác nhưng rất hảo hán. Phải liên thủ với vô tình để bắt Tư Mã Hoàng Phần là bất đắc dĩ. Ừ, người nói như thể chuyện tứ đại danh bổ và 13 hung thủ sắp kết thúc vậy. Đúng. Hai ngày nữa ở Phi Vân Hiệp sẽ có mạng đổi mạng. Sẽ là một trận giữa chánh và ta, dù có gia lượng tiên sinh các ngươi cũng không dễ thắng đâu. Khoan đã. Người bảo không còn cơ hội đấu với ta. Không lẽ các ngươi không đem đổi Truy Mệnh? Đúng. Lâu nay các ngươi luôn ở trong tối. Làm cho chúng ta luôn ở thế bị động. Này, trong trận sinh tử này ta muốn chủ động khử hết tất cả các ngươi. Ừ. Kế hoạch ghê thật. Các ngươi dựa vào đâu cơ chứ? Cách đây nửa giờ thì chưa có đối sách nhưng giờ thì đã có rồi. Ta đã có cái để chuyển đổi càn khôn. Cái đó là gì mà thiết thủ có thể chuyển đổi cả càn khôn? Trên một thác nước heo hút có một trận kịch chiến đang diễn ra. Nếu anh huynh không tránh đường thì đừng trách Chu mỗ ta mạo phạm nhé. Băng phong kiếm. Hàn thương xử xử. Nếu muốn ta tránh đường còn phải xem Chu huynh có bản lĩnh đó không đã. Nói nhảm. Luận về bản lĩnh thành chủ ta có thừa. Băng đào hải lãnh. Trùng ngôn nghịch nhỉ. Chu huynh sẽ hối hận. Không rõ vừa rồi hảo hán kia dùng chiêu thức gì mà đao pháp tạo thành một cái mông. Khắc chế được băng kiếm của Chu Bá Vũ. Công lực có tiến bộ.
thế nên dám xen vào việc của ta. Là bằng hữu nên ta không muốn huynh rơi vào hố sâu chút nào. Có thêm kình lực cây mâu biến thành cây thương dài. Hừ, quả nhiên không tệ chút nào. Thấy ngàn chiêu vẫn không thắng ta, ngươi nên tránh đường đi. N mẫu đã hết lòng, nếu huynh vẫn cố chấp như thế thì sẽ khổ đấy. Khổ à? Đem danh tiếng của mình lên đỉnh của thiên hạ mà khổ ư? Thật khôi hài. Võ Lâm tứ đại gia, Nam trại chủ, N Thừa Phong. Có thể cùng Chu Bá Vũ phân cao thấp đó chính là Nam trại chủ thân Thừa Phong. Chưa đầy 20 tuổi nhưng võ nghệ cao cường, có thể gọi là một hảo hán. Lên cao sẽ gặp gió lớn. Thành chủ nên nghĩ lại. N Thừa Phong thay đổi binh khí liên tục. Thật ra y dùng binh khí gì? Ta đã quyết trời đất cũng không lay chuyển được. Nhưng đánh bại một lãnh huyết thôi cũng làm vinh danh chấn thiên hạ rồi. Đó chỉ mới là khởi đầu, ta muốn cả gia lượng thần hầu. Có thế ta mới lên tới đỉnh võ lâm được. Đêm trước ngày giao chiến, ngày mai sẽ là ngày quyết chiến. Quả là một sơn trang lộng lẫy dùng làm chiến trường, thật là tiếc. Chiến trường luôn ác liệt. Nếu không ngoài dự đoán thì cả 6 hung thủ đang ở đây. Nếu không thắng nổi thì nơi này sẽ là mộ phần của chúng ta. Vô Tình và Thiết Thủ đi thẳng đến hang ổ của địch. Họ có thành công không? To be continued.